nãy đó mình đã nói với nhau về vấn đề là tình đơn phương, ừ, nó rất là đau khổ. Anh bị từ chối trong tình yêu bao giờ chưa? Hình như cũng có rồi. Làm sao đừng bao giờ để bây giờ mình chờ đợi cặp thứ hai xem ha. Hồi hộp rồi, hồi hộp đó, chờ đợi đi. Rồi rồi, bên nào xuất hiện trước? Em. Rồi bên anh xuất hiện trước. À, và bây giờ trân trọng kính mời bạn gái của chúng ta ngày hôm nay bước lên sân khấu. Linh ơi, anh nghe vỗ tay rồi. Anh nghe giọng em nó run rẩy và nghẹn ngào không? Nghẹn ngào rồi. Và trên cả tuyệt vời anh à, đẹp lại lắm, một phải không? Áo dài duyên dáng anh Linh ơi. Bạn tên gì? Em tên là Đồng Thị Kiều Anh. Hôm nay anh bao nhiêu tuổi? Năm nay em 27 tuổi rồi. 27 tuổi, không quá lớn cũng không còn trẻ. Hiện nay em đang làm gì? Hiện nay em đang làm giáo viên. Giáo viên. Giáo viên dạy về cái gì em? Em dạy môn vật lý cấp 2. Giáo viên vật lý cấp 2 nghe có vẻ hơi khô khan anh Linh nhỉ? Chờ chút xíu cho tôi xem. Bên đây, bạn nam mấy tuổi, làm nghề gì? À, xin mời bạn trai. Nào. Đâu rồi? Trời. Cái gì vậy? Mời bạn ngồi. Cái gì vậy? À. Anh sao đây vậy? Là chàng trai thí sinh khá nặng ký. Là sao? Mập quá hả? Không phải. Ý tôi nói là đối thủ khá nặng ký với nhiều người đó. À. Bạn tên gì? Chào anh Nguyên Linh. Dạ, chào anh. Mình tên là Trịnh Thái Ninh. Nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bức dáng thì không được xinh nhưng mà ai cũng khen tốt tính. Làm thơ nữa ta. Ồ, bạn thích làm thơ lắm hả? Dạ, thì một trong những sở thích của em là làm thơ. Làm thơ? Hay làm thơ gì nhất? Dạ, thì làm thơ về tình yêu thôi. Có một bài thơ tình yêu nào hay hay không? Dạ, thơ tình yêu có một bài hay nhưng không biết có hay không. Em thì thấy hay. Đâu, bạn thử đọc thử xem. Thì cái bài thơ này em làm là lúc mà nói chung là mình thất bại trong tình yêu. Em mang tình tôi thả trôi sông, rồi quay lại hỏi có buồn không. Em chẳng nhận ra sao cô bé, với em tôi chưa từng nói không. Nghe cũng lạ vậy. Em mang tình tôi thả trôi sông, rồi quay lại hỏi có buồn không. Là chị nghe bên kia giới thiệu thì em thấy làm thơ làm văn đó là em biết con người ta là lai láng tâm hồn thi sĩ rồi. Dạ. Em có hợp với văn thơ vậy không? Em không có hợp với dân thơ. Nói chung là con gái tự nhiên thì nó đương nhiên là nó rất là khô khan rồi. Rồi khi bản thân mà em đứng lớp cũng vậy, vô cùng nghiêm khắc, dường như là không có nụ cười trên lớp, trông tiếc nữa. Em nghiêm khắc đến mức độ nào là em diễn tả tận cùng sự nghiêm khắc của em? Sợ nghiêm khắc tới mức mà sợ đi gần học sinh đón đánh luôn. Trời ơi, chà cái này căng này nha. Mà từ xưa giờ em đã bị chặn đường lần nào chưa? Cái đó mình sợ thiệt, do mình dữ quá. Nhưng mà từ trước giờ em dạy 5 năm rồi thì chưa lần nào đón đánh hết. Rồi những cái học sinh mà nó ra trường rồi đó thì 20 tháng 11 rồi bắt đầu nó mới gọi điện về cho mình. Có nghĩa là lúc đang học thì có vẻ là không thích hay là ghét cô giáo. Dạ. À, nhưng mà khi ra trường rồi thì nhớ lại những cái tháng ngày được cô giáo nghiêm khắc dạy dỗ mình thì mình vẫn là 20 tháng 11 là quay về tìm lại. Dạ, cô. Đúng rồi. Bây giờ bạn chưa nói nghề do bạn bên kia nghe. Hiện nay em đang làm nhân viên khối văn phòng của công ty bảo hiểm. À. Em làm về phòng bồi thường. Em làm bao nhiêu năm rồi? Dạ, em vô công ty này làm được hơn 2 năm. Vậy là em là người cũng phải nói là tính cách rất là năng động, linh hoạt ha. Thì từ trước giờ em đã có một cái mối tình nào chưa? Có một mối tình chị. Mình đã xa nhau bao lâu rồi em? 2 năm rồi chị. 2 năm rồi. Dạ. Từ đó đến giờ là em vẫn vậy. Dạ. Tại sao không có cơ hội, không tìm được người khác hay sao em? Nói chung là khi mà còn là đi học lớp 12 á là ba mẹ cấm yêu. Nói chung là con trai vô nhà xin đi là không bao giờ cho đi lớp chơi. Lớp 12 là đã 18 tuổi rồi mà em. Dạ. Lúc mà đi học 3 năm cao đẳng thì nhà cũng kêu là yêu thì sẽ dễ hư, xa nhà dễ hư nên gia đình lúc đó nhà cũng chưa cho yêu nữa. Cái xong giờ ra trường 5 năm rồi, bây giờ chưa có người yêu, bắt đầu mới hối nè. À, bây giờ là hối rồi, bây giờ là sợ lắm rồi đúng không? Mới có một mối tình ha, bị cấm yêu ha. Còn bên đây sao? Anh có mấy mối tình? Có bị cấm yêu không?
Dạ không có cấm, nhưng mà chưa tìm được người hợp tính thôi. Bạn có những cái khuyết điểm gì mà bạn thấy rằng là bạn chưa tìm được cái tình yêu? Em thì em thấy mình có mấy cái đặc điểm sau mà không biết sao người ta không thích. Nhất là em không có nhậu được. Không nhậu? Dạ, uống xả dao con trai thì được à. Nhiều hơn thì thôi. Thứ hai nữa là em không có biết đánh bài. Rồi, tốt à. Gì nữa? Đây, thứ ba là em không biết đua xe. Tốt luôn, quá dạ, tốt. Chạy xe có 30 cây số giờ bị chê hoài. Tại xe chạy không nổi. Dạ đổi xe nó cũng sao anh Linh, tại xe chạy không nổi là sao anh Linh? Ai biết, từ từ biết. Gì anh làm em tò mò quá, chạy xe mà chạy không nổi là sao? Là không có sức khỏe hay sao? Cái đó từ từ tính. Sau bao một thời gian dài bị gia đình cấm cản không cho yêu, thì em nghĩ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em nghe bên kia giới thiệu có một đặc điểm mà em khoái á. Khoái? Không có biết nhậu. Không biết nhậu là bên đây khoái. Bên đây có rồi, có rồi. Đặc điểm em khoái cái nữa là vui tính. Khoái cái nữa là vui tính. Bên đây quá vui luôn. Hai cái khoái. Khoái gì nữa không em? Rồi nói chung em cũng thích một người là đừng quá mập. Bên đây không, bên đây không hề mập. Chỉ hơi hơi thôi. Hơi hơi là hơi hơi bao nhiêu? Hơi hơi chút biết. Thế bên đó thích bên đây thế nào, chứ bên đây là vóc dáng rất là chuẩn nha, rất là cân đối em. Bên đây body ngon. Ngon không? Rồi rồi rồi. Em đi body ngon. Em thích làm sao nữa? Nói chung là mặt mũi thì cũng đừng quá xấu. Nhưng đặc biệt là em không có thích người có râu quai nón. Không thích người có râu quai nón. Bên đây không có cọng râu nào luôn. Tò mò quá. Tôi nói bên đây rất tốt tính nha. Hồi đó giờ chưa có yêu ai bao giờ, chỉ yêu đơn phương thôi nha. Có nắm được cái tay cô nào được hôn bao giờ chưa? Dạ hôn thì chưa. Mà nắm tay thì chơi mấy trò chơi vận động tập thể gì nắm hoài. Chơi trò chơi. Tức là hai, coi như 20 mấy năm rồi còn zin đúng không? để em hỏi bên đây, em là có một mối tình. Cứ cho là có một mối tình thì em đã nắm tay chưa hay hôn nhau chưa? Dạ chưa hôn nhưng mà có nắm tay. Có nắm tay luôn, có nắm tay rồi. Bây giờ em có muốn nắm tay nữa không? Nếu ảnh cho phép. Anh ơi, nếu ảnh cho phép là bên này nắm tay nha. Nhưng mà bây giờ trước khi anh cho phép hay không á, thì phải để chị phải coi chị duyệt cái đã. Nếu mà chị thấy được thì em hẳn nắm tay. Còn không đưa tay ra chi mất công mà lấy vô em ơi. Coi đi, ấn tượng lắm.